Khổ ông đạo diễn, ông Dũng Chọc muốn làm đại ca mà lại cho ông đóng vai đại tá. Lại còn đại tá giả danh ông trùm đi bắt đàn em của mình. Đấy. Đại tá bắt đàn em. Đấy. Mà thôi chú Dũng mình không nói, nhưng mà bây giờ mình muốn ít nữa là công nghệ va, Innova mấy cả hai tay đao, cánh tay trái và cánh tay phải của đại tá Dũng Chọc là anh Giang Rồng, hay gọi là anh Giang Run Sán, Giang Sán hay Giang Run Sán, gọi và anh Kiên đầu tóc dài, cái tóc dài như này này, em nói này, cái loại em uốn ấy, mà khi anh có việc, thấy ăn thì tìm đến, thấy đòn thì tìm đi nhá. Nếu là đàn em sát sườn của ông Dũng thì không để bao giờ Khánh nói như này đâu, còn chú Dũng thì thôi chú già mình tôn trọng, nhưng Giang Run Sán và Kiên tóc dài, Innova với Khánh, ok luôn. Tôi yêu thương hai bạn mà, hai bạn gặp tôi đây nhá. Chứ còn bây giờ đấy, thấy ăn tìm đến, thấy việc thì trốn đi. Thế mà lúc nào cũng là hai cánh tay trái cái tay phải, hai ông ấy tôi nói luôn này, để giúp chú Dũng Chọc lên ngôi ấy, nhưng mà là lên ngôi trong tù ấy nhá. Hai ông chỉ có xu lệnh thôi để đưa chú Dũng vào tù nhanh hơn thôi, để nói thẳng luôn nhá. Cái công nào mà đưa chú Dũng ký vào hợp đồng Juventus ấy, là hai ông là công đầu tiên đấy. Lịnh bợ, lộng thần, lịnh thần, nghe chưa? Mà lịnh thần thì biết rồi đấy, nha. Ôi trời ơi, ôi dạ, nghe chưa? Vào việc đi, Innova gái sang đây cho 30 triệu. Còn thích, cho cái hẹn. Anh đưa anh em Bắc Linh, Hải Phòng sang tận nhà luôn như sao?